cái câu chuyện mà chú giấu kín trong lòng Phật, con có thể cảm nhận được cái điều đó. Và chắc có lẽ là vì nỗi buồn nào đó mà chú lại chọn cái cuộc sống nó khác lạ như thế này, ngay tại một cái vùng gọi là đất khách quê người, chứ không phải là quê hương của mình nữa. Thì con mong rằng thì chú có thể suy nghĩ lại để về sống cùng với lại gần bên mẹ mình. Có thể là mình cắt một cái nhà nhỏ nhỏ kế bên mẹ mình sống. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay trên cái đoạn đường đi về huyện Tam Nông thì Bùi Hồ mới bắt gặp được hình ảnh một cái chiếc ghe. Nhưng mà chiếc ghe này khá là lạ, lại neo ở trên bờ. Nó chẳng khác nào là một cái ngôi nhà. Hỏi ra thì mới biết người dân ở đây nói rằng chú này sống ở đây cũng đã 3-4 tháng gì rồi. Và cuộc sống của chú cũng khá là khó khăn. Và chú thường làm một cái công việc là ai thuê gì làm đó. Và ngày hôm nay muốn đến đây để giới thiệu cho cô bác về hoàn cảnh của một cái chú chọn cái cuộc sống lấy ghe làm nhà là như thế nào ha. Và bây giờ mời cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ. Bùi Hồ cũng tại đây để tìm hiểu về cái cuộc sống của chú này ha. Đây là một cái chiếc ghe khá là nhỏ luôn á. Chiếc ghe của chú đã cỡ đã độ bằng chiếc ghe của ông Tư vậy. Con chào chú ha. Chào chú. Chú con đeo cái này là cái mic, cái micro thôi chứ không có gì ha. Nó chỉ thu tiếng thôi. Dạ. Qua đây ngồi đi chú. Tụi con hôm nay á tình cờ đi về Tam Nông nè. Thì thấy một cái chiếc ghe, nhưng mà chiếc ghe này nó lạ hơn so với chiếc ghe khác. Đó là chiếc ghe nó lại nằm ở trên bờ. Thì đây là cái ngôi nhà của mình luôn hay sao hả chú ha? Dạ. Hồi đó giờ ở đây như này thôi. Dạ. Thì sóng gió ở dưới ghe cá cha chạy chìm mấy lần mất độ chứ. Hỏi dạ. Trên bờ này đâu. Chú ở chỗ này bao nhiêu năm rồi chú? Mới giờ ngày 14 tháng 9 tới giờ. 9, 10, 11, 12, 1. 4 năm tháng rồi. Chú tên gì? Là chú Lu. Chú Lu. Năm bao nhiêu tuổi rồi? Quần này 67. 67 tuổi. 67 tuổi mình tuổi còn trẻ quá. Mà mình cũng ai kêu làm mướn, giết đất, làm cỏ, làm bẫy. Không. Chú có vợ con gì không? Không có. Không có hả? Đó vợ. Hồi đó giờ độc thân luôn hả? Quê gốc của chú là ở đâu? Bên Bà Già, bên Tân Mỹ. Tân Mỹ? Tân Mỹ, An Giang. Tân Mỹ, Hiệp, An Giang, chợ mới đó. Mà sao chú đi về đây chú ở? Vì đó bên chú cũng tách cái nhà cũng người gọn. Mà là nó cháy giấc 12 giờ kia. Bị nấu cơm để lò củi gần á. Mà kêu nó vũi tắt chân rồi. Nó cháy giấc kia, nó cháy đâu dưới đít. Cái chim gạch mà nó vớt đâu dưới đít. Vượt bắt dán, dán bắt qua củi. Bắt đầu cháy rồi từ lên tấm bị đồ đạc bị cháy chảy mẹ thương gì. Nhà đó là nhà riêng của chú hay là ở chung với ba mẹ chú? Ở riêng. Vậy sao chú không đi ra bên đó? Qua bên nhỏ em bên Mương Quảng là có làm dãy, nó mướn mình thì công việc làm là có tiền, chứ bên Bà Già không có, không ai mướn mà. Chú có mấy anh em? Cháu nè, ba trai ba gái. Vì sao từ bên kia về qua đây rất là xa luôn, mà tại sao chú lại chọn ở cái Đồng Tháp này mà chú không sống ở sông ở bên An Giang? Bởi không có công ăn việc làm. Bây giờ ở đây chú làm cái gì? Thì ai kêu bằng cỏ, ai giúp đất, ai giúp ghê, rồi mình làm dọn vườn nữa. Mỗi ngày thu nhập là bao nhiêu tiền? Rồi nó trả một tiếng có 30. Dạ. Tiếng có trả 30 ngàn. Tiếng 30. Hôm nay chú không có đi làm hả? Thì hôm qua có trộn hồ đổ rồi xe đổ mầm đà đó. Hôm nay nghỉ. Chú nói chú tên gì con quên nè? Lê Phước Lu. Chú Lu. Còn có anh ở trong nhà là sao? Cháu. Cháu ruột hả? Cháu ở sớm. Cháu ở sớm là thưa thích chú ha, lại chơi. Rồi cái ở đây điện nước sao con thấy chú truyền điện không từ? Không có, điện mình kia hơi đèn tháng đưa 50, đóng 50. Còn nước thì ngày nước độc, còn khác nước lớn là lấn phèn mình là giữa giấy rồi. Tại sao chú chọn là sống độc thân đó giờ sao chú không có vợ? Thấy không ai, và bây giờ đàn bà mình có tiền nó có sống được chơi mình làm mướn.
là ngày trước giờ không có gia đình luôn hay là chú có rồi chú chia tay? Có, hồi có tên Linh rồi 12 năm không có con thôi luôn. Giờ nó về với Đồng Tháp mà nó có chồng mấy chỗ mà cũng không có con. Cũng có một đời vợ mà không có con. Và từ đó về sau là chú không có quen ngay luôn. Sống chung với người vợ đó là 12 năm. Người vợ đó bây giờ biết chú ở đây không? Đâu có biết. Trời ơi, nó vợ nó về bên bà già, nó đâu trong dùng tràm, dùng nước ấy mặn ở dưới. Hồi ấy giờ nó lên đây có một lần rồi thôi, là nó đi duyên có chồng ở bên, mấy người chồng muốn nuôi con ra thôi. Ở chỗ này như vậy là chú có bà con với ai vậy không mà chú ở đây được? Bà con sớm này chứ vậy đó. Nhưng mà cơ duyên sao mà chú lại gọi là trôi dạt về đến đây á? Bị nhà bên cháy cho này. Dạ con biết là cháy nhưng mà làm sao mà cái phải có công an hoặc là người quen gì thì chú mới ở đây được chứ? Thì có quen. Có quen mình thấy mình khổ nè, ai có công chuyện gì kêu mình làm. Chứ không có ổn định công việc hàng ngày không? Cái sức lớn tuổi nên cái sức cũng yếu nên người ta cũng không có nhận làm luôn ha. Rồi cái ở bên nhà của chú có đất không? Vẫn là bà già có nền nhà. Có nền nhà. Sao chú không chọn cái cuộc sống là ở gần cạnh mẹ mình? Vẫn là tao mấy đứa em viện ở chung bà nó đông quá. Anh em và cháu, con cháu thì mẹ già giờ con của mình đã bám nay tắm mấy rồi. Cái này con hỏi thật nè, chắc con thấy đôi mắt của chú nó đượm buồn. Thì chắc có lẽ vì buồn một chuyện gì nên mới chú qua đây đúng không? Đúng không? Chú có buồn chuyện gì bên gia đình chú không á? Mà chú có thể chia sẻ được không? Không có buồn gia đình. Hồi mình ở chỗ đó thì bạn bè có mồi có tiền, ngày nào dắt 5-6 thằng cái chừng nhà cháy rồi không nào vô hỏi thăm, không có cho được không gần. Buồn qua đây nó kêu qua ở ra nó xin tiền đất nhà, đất nhà đang vô nhậu báu mình nữa. Là vậy là ngày trước đây là chú có tiền thì bạn bè cũng nhiều, bạn cũng có tiền, lâu già nuôi dịch lắm, nuôi dịch nhiều hả, đẻ rồi gà đá à, trước đây thì bán dạ yeah, có nhiều tiền có nhiều bạn. Với ai kêu bẻ xài gì làm gì mình làm. Chú sống như vậy thì những lúc mưa gió thì như thế nào? Mưa thì này không có giọt, mưa này thì mưa kia xuống. Cái chiếc xuồng này là chú tự làm tự mua hay là ai cho? Xuồng ở chớm này cháu cho. Mua nhiều mà cho chú ha? Mua 2 triệu mấy. 2 triệu mấy. Bè dày nữa. Bè này rất là dày luôn. Rồi về chú lắp cao xếp đi mua thiết để muốn thợ đóng đồ này cũng mấy triệu. Rồi tắm rửa nước nôi sao chú? Tắm rửa nước xong. Dạ, nước uống. Uống rồi mình uống nước lọc. Nước lọc rồi. Rồi tắm rồi thay đồ chỗ nào? Thay da cào nó căng thì dặn con mình. Đây đâu có ai đâu. Chú thấy cuộc sống gì đó với chú thì nó hiu quạnh gì không, dữ không? Buồn, nằm đêm xuống đó. Chứ bà già ở bên cũng nghèo, anh em đông. Chứ ở bệnh thì đắp theo lại các cái trại nhà nhỏ cũng 3-4 kiếp. Bạn bè ngày nào cũng dắt vô. Mình tốt với nó tốt. Khi nó vô mà chú mần gà, dệt, rượu rồi lo cho nó ăn uống. Mà tới chừng nhà cháy rồi, không nào nó buồn. Như mẹ của chú ở bên bển thì hiện giờ cũng 80 mấy tuổi rồi. Tại sao chú có ai nuôi không? Có nhà nhỏ em gái. Mấy chị em? Em Út. Có chồng về con. Nói em về ở mà già, bà già rồi cho bà chạy xe đi chợ rồi yếu. Còn về mấy năm nay nuôi bà. Nhưng mà chú có nghĩ là bà chú dạ. Về thì Tết thì biết nào về cũng hoàng mót rồi, lì kì bà già 500 năm.
chị ở trên đây làm chầu. Chú ở đây chú làm như vậy là có dư không? Có dư được dư nào không? Dư dạ dạo lắm lắm rồi. Chú có nghĩ rằng là bao lâu mình sẽ quay trở về đó không? Tính ngày nào yếu nào gì đó là không nổi. Mà không nổi mới trở về. Mà điện em rồi qua dưới gì? Điện em dưới vậy. Bây giờ anh em thì mỗi người một nơi hết. Mỗi nơi có gia đình hết. Có riêng có tư hết à? Thì chú có nghĩ rằng là sẽ tìm một người nào bầu bạn với chú không? Làm gì mình nghèo khổ nói giờ đằng bà giá bất cứ người nào mình có tiền đó mà chứ không có tiền nó dễ hả? Vậy bây giờ là chú chỉ bầu bạn với cái chiếc ghe trên này thôi. Ghe này. Vì sớm thì bạn bè ngán uống nước trà để lợi rủ. Có mồi đâu kêu ấy nhậu trời. Ngày sáng nó đem cò lên đậu vậy chọc hết không vậy. Chú này đi làm bằng phương tiện gì? Hả? Chú đi bộ. Đây vậy giống người ta kêu mình làm cái gì là dọn vườn giết mua xài ấy gì. Hay dọn bằng cỏ chứ vườn. Bếp ga đó là tới chữ chú tự mua luôn hả? Nhà cháu cho nè. Cháu ruột hay sao chú? Cháu ruột sao? Cháu thương mình ra đó. Vậy hả? Còn mình chỉ lo lấy cái bình ra. Mình có cái bình sẵn? Cái vỏ người ta cho mượn. À. Rồi là mình bơm ra mình trả tiền. Dạ. Chuyện nào hết là điện nó lại. Nó vô ra nó lấy bình là gì. À. Cháu không có dòng họ gì luôn hả chú? Dòng họ bệnh. Không, ý nói cái người mà chờ tặng chú chứ ghe với lại cái bếp ga gà là không có dòng họ vậy luôn hả? Không, thằng thấy, thấy mình khổ. Anh đây là ở xóm luôn sớm. Là làm chung với chú hay sao? Có, nó làm công ty vật liệu, bữa nay ngoài không có đồ vô thăm lúa. Anh bắt được con gò. Anh vô thăm lúa anh bắt được con gò. Rồi gũ chú, mấy chú cháu này không có làm gì, làm sương sương vài ly rượu. Bây giờ chú cho con đi vô cái nhà của chú được không? Được, chờ có gì đâu. Dạ. Tối chú ngủ ở đâu? Đó đó. Chú đi với con với. Ngủ ngủ chỗ này á hả? Đây mũi dữ lắm. Hôm nay anh đi ruộng bắt được con cò hả? Ừ. Bắt hay mua không? Bắt. Cho em xem với. Cái cò sầu sầu khóm nè. Cò sầu khóm. Đây chú là sao với lại anh? Cũng bác ở sớm. Ở sớm thôi. Thấy ổng buồn rồi lâu lâu ghé ổng chơi vậy mà. À. Thì sẵn thăm ruộng rồi ghé thăm ổng. Nhưng mà thấy chú Lu này là sống ở đây hồi đó giờ thấy thương hả? Thấy ổng cũng thấy thương tội. Dạ. Làm qua làm bạn với chú luôn. Sao ta chọn bạn giàu giàu mà sao anh ghé lại chú Lu nhà có chiếc ghe gì không ạ? Thì cảm thấy mình cảm nhận thấy ông tội giờ mình tới lui với ổng. Chứ thì bạn giàu thì nhiều người cũng ta theo bạn giàu, còn mình thì cũng khổ nhau, mình theo bạn khổ nhau vậy đi. Hai người là hai chú anh với lại chú là làm con cò này là làm nửa lít rượu được rồi. Tính làm ăn cơm này chứ. Ăn cơm hả? Sáng giờ chưa ăn cơm. Chỉ ăn cơm thôi đúng không? Ăn cơm như là quá chiều, tốt rồi. Chiều mới nhậu. Có nhậu thì lâu lâu mới nhậu làm bệnh sĩ rồi. Vậy là đem con cò lại nấu cho chú luôn. Đâu cơm đâu nồi cơm đâu. Đây cơm nè. Ăn cơm như là tốt quá rồi. Chứ sáng mà nhậu thì mình không có làm cái công việc được. Đúng rồi. Đúng rồi. Nãy giờ em cứ tưởng đâu nhậu không chứ. Đâu có đâu. Nhậu thì chiều mới nhậu. Dạ. Nhưng mà nhậu cũng ít đúng không? Ít. Chưa người chừng xị hơn nữa xị gì nghĩ. Mỗi người ví dụ như nhậu vậy lần tốn là bao nhiêu chi phí? Thì xe rượu có mười mấy ngàn như vô. Thì mồi gì, mình có mồi gì làm mồi đó. Vậy anh hôm nay nhiêu rồi? Tụi nay bốn mấy rồi. Từ ngày chú về là anh có thường ghé đây không? Cũng tôi cũng đi làm hoài, ngày nào rảnh thì mới ghé. Cũng đi làm chỗ này chỗ kia chứ đâu có ở nhà thường đâu. Dạ. Có vợ con gì không? Sao không đem con cò về làm cho vợ con ăn? Là làm tới hai con đã đem về hết con rồi.
À, còn con đem nấu cho chú ăn. Đây là quần áo của chú Lưu đó hả? Quần áo ổng cũng đó. Chú Lưu là quần áo này là chú mua hay là người ta cho nữa? Cho không. Ta cho không hả? Rồi gạo sao chú? Gạo thì tới gần độ khi người ta cho. Người ta cũng cho nè. Đâu. À, người ta cho ha. Nhìn bao là biết rồi. Ở Việt Nam là không có sợ đói. Là cô chú anh chị là những người mạnh thường quân đồ người ta thương lắm. Đúng rồi. Mình sống mà chân chất á, rồi thật thà chịu là khó làm ăn, người ta sẽ tự động giúp đỡ mình à. Đây là cái mui ghe của chú hả? Là cái chị hàng xóm là cắt cho chú rồi làm con cho chú luôn hả? Mui ghe muốn thợ đóng cho. Nhiều tiền nữa? Mà nội lắp chết, chị mua thiết, chị muốn thợ đồ đó 1.5 triệu. Là chị kia cho hay là chú làm ra tiền? Mình làm ra tiền chứ. Vậy lúc đầu cái ghe không sao chú, ngủ? Dạ không hả? Đâu có hồi ấy là mình kêu lắp cái này là mình kêu thợ lên đóng cái này. Mình mua thiết ra. Nó chở đi vô ấy mua thiết thì anh đóng làm. Đồ của chú phơi vậy đó hả? Đồ làm chuyện qua phơi đó. Dạ. Chú Lô đi với con nhớ, đang nói chuyện cho cô bác quý anh chị nghe với. Nước này là chú xách ở dưới sông lên hả? À, nước này là chú lóng phèn hả? Lóng phèn. Dạ. Bữa ấy được chứ uống mình nấu uống nước lọc. Còn nấu là chú nấu nước lọc luôn hả? Rồi chú tắm ở đây hay gì, hay rửa chén? Để rửa chén vô cơm rồi, tắm là nước lớn trong tắm. À, rửa chén vô cơm là chú làm ở đây. Này, nước lọc như là chú xài có bao lâu chú? Không lâu à, nửa tháng nữa. Chú dạ, chú ở đây. Vậy chú, con nói thiệt nè, chú có khớp nhức mỏi gì không? Trời ơi, nằm đêm con nhức dịp mà trường nó sống. Rồi bây giờ chú xuống đó thì chú nó là nửa chừng mà nó trơn trợt thì sao? Đâu có, mình đi vô. Dạ, xuống ra tới Hòa ra chừng tới đây. Có cầu không chú? Nhưng mà ý con nói này, cái này trợt nè. Chú đi đường nào xuống tắm? Đi đường này xuống tắm luôn hả? Tắm rồi lên là giữa giò, nó lại ra giữa giò, lại đây giữa trời. Trời ơi. Thì chú chọn cuộc sống lập dị thế ghê. Sao con hỏi thiệt, sao chú không mướn nhà trọ 500 ngàn tháng gì vậy? Sống về mà còn ấy đi, nhà trọ ngoài thằng Mỹ mình đâu có làm ăn, nói người ta buôn bán được, trong này có ai mướn gì đâu. Không có con cái già già buồn quá chú. Buồn thấy người ta có con cháu mình, cô đơn thật mã buồn. Cái Tết kia rồi sao? Đến rồi về ăn được món được 1.000.000 về cho bà già 500. Hiện nay là chú còn nhiều tiền không? Tiền đây. Dạ. Còn 300 mà sáng thiếu nợ người ta mà không có mượn xài trả. Thứ nợ ai? Thứ nợ sớm mấy bạn. Sao thiếu? Không có đó, mình mượn mới xài. Mượn 500 cũng đưa nữa. À, bây giờ còn nhiêu? Không còn. Không còn luôn hả? Không còn bạc. Không còn đồng bạc nào luôn hả? Không lẽ không còn 1.000 nữa? Không còn. Trời. Còn gạo rồi mình có ấy. Rồi đồ ăn ở đây là ta cho chú hay sao? Chào ấy đồ bí rồi tôi mua. Mua xe chạy đường ngoài qua nữa. Dạ. Bây giờ là đồ ăn này bí là người ta cho đồ chú hay sao? Bí người ta mua. Mua hả? Nhiêu một ký? 8.000. 8.000 hả? Này làm chú mua lâu chưa? Mua hôm qua. Cái này gì đây chú? Con quậy chút xíu đường, nha. Bột ngọt nữa. Ồ. Dầu ăn nữa. Chơi vô xô vậy hả? Ở đây hầm quá là sao chú ngủ? Tối gió bệnh vô hoài lắm. Nước mắm đường bột ngọt này là chú mua luôn. Mua. Còn này gì đây? Có người ta cho. Cò nữa nè. Cò nữa đó. Cò này là ở đâu có? Còn bữa đó hàng cháu nó cũng dạy đâu nó đem lại. Mà tôi mới dạy mất làm rồi tôi không có ăn. Mất đi làm mướn người ta nuôi cơm luôn nữa. Cái này là cơm mẻ hay quá? Cơm mẻ. Dạo này ta cho hả? Cái qua ly đó là đựng đồ luôn hả chú? Đồ đi đám mình để nó dài bộ luôn. Tết ai tặng bia chú nữa hả dạ?
có thằng cháu bữa đó nó mua nó uống đây còn 4 lon để đó. Giờ nó đi làm đó. À, cái này là hộp dịch. Mày trà đồ con thấy đồ cũng đầy đủ hết mà. Trà đồ mua mà miễn có anh em để thì mình nấu. Còn không có mình luôn. Dạ. Yeah. Rồi là chọn cuộc sống vậy luôn. Lúc về già chọn cũng chọn cuộc sống vậy luôn. Giá xăng tao bảy mà vì đi hả? Sao giá vậy? Nay năm nay chú 67 hả? 67. Sao giá sống tới 70 đi là sao? Thì sống trong khỏe, chú sống thì 70 cho làm ăn nổi nữa. Thiếu rồi. Mẹ của chú là 8 mấy hả? 8 mấy. Ôi, chú thứ hai. Cháu anh em, ba trai, ba gái. Chú thứ hai luôn hả? Thứ hai luôn. Không lẽ em Út nó không có biết mình sống ở đây để nuôi mình sao? Hả? Trời ơi, nó cũng anh em, nó làm mà mướn nuôi vợ, nuôi con, nuôi. Anh em là con nhà. Bây giờ chú có mong ước gì không chú luôn? Mong cái gì? Có khi có tiền thì mình dập chân thiết, ké bệ hai ba thờ. Không có chứng gì đâu. Không có mong ước gì hết. Bây giờ trời mình đủ cái gì mà hết. Cái Tết kỳ rồi thì chú đón Tết ở đâu? Ở đây luôn. Ở đây về bên bà già đổ bằng ai. Rồi bắt đầu và cúng kiến cái bắt đầu mấy anh em uống bởi giờ lon bia cái đóng xe biết gì vậy? Xe biết đây vừa bán có 1.000 tấn đồ không mấy tất kỳ rồi lì xì mẹ được 500.000 còn nơi con làm gì có tiền nó không nó khóc và nó thôi không lấy nó ngã lấy trầu cao rồi. Có bao giờ chú ở đây chú nghĩ rằng mẹ mình bên đó xa xôi rồi không người chăm sóc luôn? Có em ở nhà đó, có em gái, có chồng nhà đứa gì đó ở, vợ chồng con gái gì đó ở, chăm sóc rồi nhà. Mà anh rồi mất đi làm ăn chỗ này chỗ kia, người ta mướn công ăn việc làm rồi. Nhưng mà con thấy nãy giờ con cũng nói đây là lần thứ hai con thấy chú chọn một cái cuộc sống nó lập dị hơn mọi người. Ví dụ như chiếc xuồng này nè, nó có thể là ở dưới sông được thì chú có thể giăng lưới kiếm cá nào được. Rồi hoặc là rồi thì ban ngày thì con ngày nào không giăng lưới á thì chú dưới sông này giờ con cá mắm diễn đặt cứ ngột con trời thiệt rồi chào. Dạ. Là cũng cuộc sống bây giờ nó cũng khó khăn quá ha. Hết tuổi lao động thì ai mướn gì làm đó cho nhiều cho. Chú có muốn nói lời nào với cô bác với anh chị trên mạng không? Dạ. Chú có muốn nói lời nào với cô bác với anh chị trên mạng không? Thôi thì hôm nay cái gì? Vậy là bây giờ thì cũng không biết có mơ ước gì luôn hả chú? Rồi thay mấy thằng kia quấn số mình có tiền thì quấn ghé bị hai ba tờ mà có trúng con mẹ. Nếu như mà chú trúng số thì chú sẽ làm cái công việc gì đầu tiên? Trúng số mình là người nào nghèo nuôi gạo bố thế thôi làm phước với bắt khi tàu kỳ rồi mình tiếp giúp vô mới. Sẽ ước được trúng số rồi. Bây giờ đâu còn làm gì nữa. Yeah. Ở đây là xe chạy vậy thì qua lại có ngủ được không? Trời ơi, quen rồi. Nó chạy bằng đêm xe lớn, chạy chuồng này mà muốn lung lay á. Dạ. Chạy động, ý có bò kè ấy vậy. Thường là đi làm người ta sẽ cho cơm chú ăn luôn. Nuôi cơm luôn. Nuôi cơm luôn.
Tại vì người ta thấy người ta thương chứ đâu có ai nuôi cơm đâu hả chú? Đúng rồi. Thấy con mình người mất công khỏi nấu. Dạ. Thấy con khỏi nấu. Thường là chú làm cái công việc gì nhiều nhất? Chuyện gì mà kêu là làm được hết. Giết đất mà bằng cỏ là cũng như thế nào. Dạ. Ai kêu kiện chuyện gì làm đó. Ngày mà lao động nhiều tiền nhất của chú là nhiêu tiền? 150-200. 150-200. Nói chung là cái cuộc sống ở đây đối với chú thì nó cũng bình dị. Nhưng mà vì sống một mình nữa nên thành nữ là nó cũng hơi kiểu là buồn về những cái tuổi xế chiều như thế này. Con mong ngày nào đó chú về là chú ở gần mẹ mình luôn cho nó dễ. Có gao gao, có cháu con cháu chứ. Chắc có lẽ con nghĩ rằng có lẽ là chú là có một cái nỗi buồn gì gia đình nên chú mới trôi dạt về tặng bên này. Con nghĩ là vậy thôi nha. Và chắc có thể là chú không dám kể ra, hoặc là chú buồn quá chú kể ra không được nên mới chú chọn cuộc sống ở đây, đúng không? Đúng không chú? Ngày nào khi cha mẹ yếu có ấy gì mình cũng quay về bán không có ở. Dạ. Nên là nữ chứ thật ra thì chọn cuộc sống ở cái bên nhà cũng được, vẫn có thể người ta mướn làm được mà, công việc lặt vặt thì ta mướn nhiều. Nhưng mà vì một cái nguyên nhân gì đó thì chú không dám chia sẻ cùng con với mọi người. Con nói chú có đúng không? Đúng hả? Chú nếu được chú có thể chia sẻ cùng con để cho nó nhẹ nỗi lòng hơn không? Nói một chút thêm gì. Chú nói ra nó sẽ nhẹ lòng hơn, con sẽ là người tâm sự cùng chú. Chú nói là con nói thì chú không cảm ơn. À, là tụi con chỉ có dịp đi ngang tình cờ ngang đây thôi. Dạ. Có những cái câu chuyện mà chú giấu kín trong lòng và con có thể cảm nhận được cái điều đó. Và chắc có lẽ là vì nỗi buồn nào đó mà chú lại chọn cái cuộc sống nó khác lạ như thế này. Ngay tại một cái vùng gọi là đất khách quê người, chứ không phải là quê hương của mình nữa. Thì con mong rằng thì chú có thể suy nghĩ lại để về sống cùng với lại gần bên mẹ mình. Có thể là mình cắt một cái nhà nhỏ nhỏ kế bên mẹ mình sống. Chứ về đây nè, chú sống con mình á, tuổi già nè, rồi nó sống trái gió trở tờ trời nè, cây bằng đêm đau ốm nữa. Dạ, không ai lo cho chú hết á. Thì thậm chí là mẹ chú bên kia nữa kìa, mẹ chú ở bên nhà là cũng không có, ví dụ như bệnh hoạn thì chú về không kịp, chú cũng hối hận nữa, đúng không? Thì con chỉ mong chú là sẽ về với gia đình. Còn đây là cái số tiền con thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho chú 1 triệu đồng để chú làm cái chi phí trang trải, hoặc là có thể chú về thăm mẹ của mình, chú tặng cho mẹ của mình 500 cũng được nữa. Thì còn bao nhiêu chú giữ lại để con gửi cho chú. Chú cảm ơn rồi đó. Dạ. Đây là chú Kevin Trần ở Mỹ hả chú? Sao chú muốn khóc vậy ạ? Nhớ tôi chuyện nói nhớ mang bạn tức nghĩ là nằm đêm ấy, bởi giờ coi coi lại mà về bển nó chưa nhậu bia nó không có về bữa bà già cúng là nhậu mấy anh em bởi giờ lo hai lo ba lo đi đây mình đâu có để về đêm tới tết mình về quê dân bài bạc để vô giác tiền ra. Chú có muốn nói lời nào đối với chú Kevin Trần không? Ở Mỹ á, có nói là cảm ơn nào với chú không? Vậy là chú xin cảm ơn anh Kevin Trần là không biết chú ngày nào gặp mặt mình hơn. Sức khỏe không tốt, mai mốt chuyển tâm về lại bên nhà là được rồi. Dạ thôi con chào chú ha, chúc chú sức khỏe ha chú ha. Dạ.
chúc hai cháu rất nhiều sức khỏe. Dạ. Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý chị đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn chú Ken Vinh Trần ở Mỹ đã hỗ trợ phần quà cho chú Lu. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ạ. À.